Tình huống khó tin diễn ra trong trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Chile. Trong một tình huống tranh bóng, hậu vệ của Huachipato, Asilo Saran đã vô tình đá bóng vào đùi trọng tài. Dù luật bóng đá khá nhẹ nhưng không hiểu vì lý do gì mà vị trọng tài biên lại đổ gục xuống sân rồi tỏ ra đau đớn trong sự ngỡ ngàng của cả sân vận động. Ngay sau đó, trọng tài chính Claudio Puga đã rút ra thẻ đỏ trực tiếp để đuổi Asilo Saran khỏi sân. Sự cố này đã khiến ban lãnh đạo Huachipato tỏ ra rất bực bội. Trước khi xem video clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để ủng hộ tụi mình nha. Trong bóng đá đã từng xuất hiện nhiều pha bóng ảo diệu đến mức đảm bảo sẽ làm váng cái đầu rất nhiều nhà khoa học. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm lại những tình huống đầy ảo ma đó qua video những pha bóng trăm năm có một trong bóng đá các bạn nhé. Lên đường thôi. Anh Zai chơi luôn cả trọng tài thế này thì hơi nặng cái tội nha. Nhưng thôi không sao, vì vua áo đen đã trả đũa ngay sau đó rồi. Coi như ván này họ hòa nhau đi, không ai nợ ai. Thế mà anh Tài thù dai nhớ lâu vẫn rút thẻ vàng thứ hai, đồng thời là chiếc thẻ đỏ để đuổi thanh niên ra khỏi sân, dỗi chưa? Đã nhắc đến Manuel Neuer thì đừng bao giờ chỉ coi anh ấy như một thủ môn các bạn nha. Người chơi hệ các đền này thì cứ có cơ hội là liên tục băng lên phía trước như một hậu vệ, tiền vệ, thậm chí là cả tiền đạo luôn nếu như mà điều kiện cho phép. Nhưng trong tình huống này thì mọi thứ trở thành ác mộng khi Neuer đã lên quá cao để cho Hàn Quốc phản công và Son Heung-min dễ dàng ghi bàn, tiễn Đức về nước ngay vòng bảng World Cup 2018. Ở trong tình huống mà đá ra ngoài còn khó hơn xúc vào trong thế này, Jakubu Aizepeni vẫn quyết định làm điều khó hơn. Quả này chú còn không ghi được bàn nữa thì ban lãnh đạo cũng bó tay. Cái độ mắng bàn thắng của Harry Kane nó đã từng đỉnh đến mức mà tiền đạo người Anh chỉ cần chạy vu vơ thôi là trái bóng cũng tự tìm đến chân và bay vào lưới trước sự bất lực của đối thủ. Một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất trong trận chung kết World Cup 2010 là cú đạp thẳng chân đầy thô bạo của Nigel De Jong hướng tới Xabi Alonso. Nhìn không thôi đã thấy tức hết cả ngực rồi các bác ạ. De Jong chơi gì cục súc dữ vậy anh Zai? Khỏi phải nói nhiều thì người hâm mộ cũng không thể nào quên được màn cắn người thần thánh của Luis Suarez với Giorgio Chiellini tại vòng bảng World Cup 2014. Cơ mà điều ảo diệu ở đây là Suarez lại không phải nhận thẻ đỏ mà vẫn thản nhiên ôm bộ nhá của mình ra vẻ đau đớn lắm ngay trên sân trước sự phẫn nộ của Chiellini. Harry Kane soạt thẳng vào chân Andrew Robertson mà không phải nhận thẻ đỏ. Chắc chắn với một huấn luyện viên cọc tính như Jurgen Klopp, ông thầy người Đức sẽ nổi đóa lên để bảo vệ học trò rồi. Công lý công bằng ở đâu anh Tài ơi? Ghi bàn kiểu ngẫu hứng bóng đá đường phố thế này mới khiến cho người hâm mộ khoái khoái đúng vậy không Cristiano Ronaldo? Ảo lắm nha! Phá bóng này có tên là Nani làm hết nhá anh em. Cơ mà chỉ cần chân Park Ji-sung dài thêm một chút nữa thì cựu sao Hàn Quốc đã có màn ăn cắp trứng gà ngoạn mục rồi. Thủ môn bắt bóng ở ngay trên vạch vôi, ok thì tình huống đó vẫn chưa có bàn thắng. Cơ mà cái động tác ôm bóng đứng dậy sau đó của anh Zai đã khiến trái bóng chính thức qua vạch và thế là lại biếu bàn thắng cho đối thủ thôi, đỡ sao được nữa. Như thế nào là một pha đánh đầu cố quá vậy anh em? Phải chăng đó là màn không rõ ghi bàn bằng chân hay là bằng đầu này của ông anh mang số 14 đây? Xem lại pha quay chậm thì lại là dùng chân sút vào lưới ạ. Hách não người xem quá rồi. Dường như là tưởng đối thủ chơi xấu nên David De Gea lập tức ngã lăn ra sân và ôm chân đau đớn.
Cơ mà có ngờ đâu hung thủ lại là Fred Đại Đế. Thế là màn ăn vạ này của thủ thành người Tây Ban Nha đã vô hình chung tạo cơ hội không thể tốt hơn cho Arsenal có bàn thắng. Stefan Kiesling đã từng có một bàn thắng ma hết sức khó đỡ, dù cho trái bóng đã đi hết đường biên từ cú đánh đầu của tiền đạo người Đức, nhưng sau đó nó lại chui qua phần lưới rách và trôi ngược vào khung thành. Trọng tài không nhìn rõ tình huống nên đã quyết định công nhận bàn thắng. Lần đầu tiên nhìn thấy, ảo quá rồi Kiesling ơi. Với hai lần đá phản lưới và một lần sút hỏng phạt đền chỉ trong một trận đấu, tiền đạo người Anh Jonathan Walters đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới. Kỳ tích này lại chả vĩ đại vì chắc sẽ chẳng có ai tái hiện được đâu. Yên tâm với sự vô đối đó nha anh Zai. Gì mà bóng chưa ra hết sân đã định quay ra mắng nhiếc đồng đội vậy? Nếu không có mấy pha vung tay tức giận ấy, có khi ông anh đã ghi bàn rồi đó. Đúng là đi đá bóng mà có cái đầu nóng thì chẳng mang lại kết quả gì có lợi hết. Thôi thì trước sau gì cũng bị thủng lưới, anh hai đây quyết định tự mình phản lưới cho nó nhanh, tăng cơ hội được chiếm sóng truyền hình. Xong cái quả phản lưới cũng khó đỡ cơ, thế này thì fam lại tăng chóng mặt luôn. Ngã một cái mà vượt qua tận 3 cầu thủ đang theo kèm, đánh giá bàn thắng này nó ảo ở cái tầm vũ trụ nha Theo Quan Cốt. Dù bóng đã qua vạch sân mà vẫn có thể sút vào lưới được thì đúng là đỉnh cao luôn ấy Thiago Silva. Suýt chút nữa thôi là có siêu phẩm cú sút góc không độ để đời rồi, đáng tiếc quá. Đây phải gọi là gấp đôi siêu phẩm nhé các bác, vì mà cái quả ném biên đã ảo lắm rồi, điểm pha kết thúc theo kiểu xe đạp chổng ngược cũng mãn nhãn chẳng kém nữa. Đúng là một bàn thắng có thể xem đi xem lại nhiều lần mà không bao giờ chán. Vừa rồi là những pha bóng vô cùng ảo diệu trăm năm có một trong lịch sử bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.